Ok, hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu bài SQLite nha. Đấy, các bạn hãy lắng nghe nha. Hãy like và comment và cái view nha, subscribe nha các bạn. Đấy, ghi âm hết rồi đấy. Ok, rồi Android nè. Hôm nay học về Android SQLite nè. Đấy, các bạn sẽ học bốn cái thao tác ha. Là CRUD, tức là nó là viết tắt của cái create, upgrade, update và delete. D mà insert không? D là delete. Ok. Rồi. Cô sẽ hướng dẫn lại các bạn tạo project ha. Tạo project nào, bước 1 nè. Là tạo project nè. Android nè. Ok. New nè. New một cái project. Empty activity. Cái này các bạn, cái này là tại cô đang để dự án mẫu nè, thành ra là cô sẽ bỏ lại thành Android cơ bản nè. Rồi cô sẽ đặt tên lớp của mình nè. Là LT15306, cô đặt tên là SQLite ha. Ok. Rồi cô copy ông này. Cô sửa cái ở đây. Đấy, cô add cái thư mục cho nó. Thì nó sẽ hết lỗi nè. Cái này nhớ là chọn Java, đừng chọn Kotlin nè. Cái này các bạn chọn phiên bản 17 hoặc 16 tùy ha, 17 được rồi. Những cái này sửa được, thành ra các bạn không có lo. Cái này sửa được. Đó, sau này mình sẽ sửa trong build array á. Cái này sửa được ha. Finish nè. Đấy, máy chạy nhanh chưa? Nói vậy thôi chưa chắc cái xong đâu. Đấy, nó đang quay quay nè các bạn. Có chứ. Quay mà đây nè. Rồi. Chờ trong lúc chờ đợi tạo project á thì các bạn quay lại cái slide SQLite. Đây. Thì SQLite giới thiệu một chút nha. Đó, nó là một cái phần mềm, các bạn lưu ý nè, cái này lưu ý luôn nè. Cái này các bạn làm xong cơ sở dữ liệu xong các bạn sẽ phải quan tâm là cơ sở dữ liệu nó lưu ở đâu và làm sao nó biết được cái dữ liệu nó nằm ở đâu. Thì bản chất cái SQLite nó có một cái phần mềm ha, các bạn download cái phần mềm này về, các bạn có, tức là các bạn có hai cách để các bạn tạo cái SQLite. Một cách là các bạn tạo trực tiếp ở trong cái Android, cách thứ hai là các bạn tạo ở ngoài ha. SQLite nè, hai nè. Đây. Để tôi giới thiệu một chút nè. SQLite nè. Thì nó có hai cách tạo nè. Cách một là tạo trực tiếp trong cái project Android. Cách hai download cái phần mềm SQLite Expert. Đó, cái bản này là bản personal, bản free. Expert về các bạn cài đặt và tạo cơ sở dữ liệu. Đó, có hai cách như vậy. Thì các bạn search ở trên mạng, các bạn search cho cô là SQLite Expert. Expert Personal Download. Download thì phải lâu đúng không? Đó, Expert nè. Không biết là cô đã có chưa? Cô search cái SQLite. Chưa rồi. Ok. Ấy khoan, không cái này nó nhẹ. Ủa? Như kỳ vậy?
Đây, download nè. Ủa sao quay rồi. Rồi cái này được rồi nhá. Ta quay lại project này các bạn. Được chưa? Đấy đã tạo xong ha. Đấy. Ok. Ồ cái thằng này sao không vô được ta. Nó bị. Rồi quay lại cái bài của mình nhá. Rồi. SQLite thì không có máy chủ riêng biệt mà nó có cái file dữ liệu. Nó là một cái file dữ liệu nhá. Nó giống như Access vậy á. Nó có là một cái file dữ liệu, đúng không ạ? Nó gọn nhẹ đơn giản. Và một cái chương trình thì nó có một cái file cơ sở dữ liệu duy nhất, đúng không ạ? Nó lưu vào một cái file, không có cái quản trị, tức là không có username password cho nó, đúng không ạ? Nó không cấp quyền gì hết, tức là nó là một cái file dạng local thôi. Ok. Đấy. SQLite thì không yêu cầu tiến trình server riêng để hoạt động nè, không cần cấu hình nè, đấy không cài đặt nè, đó nó lưu trữ dữ liệu nè, nhỏ gọn nè, nhỏ, đó là nó thường nó sẽ lúc khởi tạo của nó là nhỏ hơn 400k nè, đấy. SQL từ chứa nè, nghĩa là không có sự phụ thuộc vào ngoài vi. Các giao dịch SQLite thì nó tuân thủ chuẩn ACID, tức là nó đảm bảo có cho các bạn tiến trình sẽ thêm sửa xóa như bình thường. Lớp lưu trữ nè, nó sẽ có một cái lớp là SQLite Database để lưu trữ database. Ta đây là gọi là class A, SQLite Database nè. Ok, kiểu dữ liệu của nó nè, kiểu null nè, kiểu integer, kiểu real, kiểu text, kiểu BL là kiểu big data đó, dữ liệu lớn đó. Đó, BLOB. Ok, rồi kiểu dữ liệu boolean thì cũng lưu trữ là nó là không thay cho phone và một cho true. Date time kiểu ngày tháng. Nó thì không lưu trữ riêng ngày tháng, có thể lưu trữ ở dạng date time các giá trị text, real hoặc integer. Thì thông thường ta sẽ lưu ở dạng text có date nhưng mà nó ở dạng text. Cho nên nó so sánh các bạn cần phải quan tâm khi mà so sánh ngày tháng trong SQLite á, thực chất là nó so sánh dạng text. Và các bạn phải quy về kiểu in để các bạn so sánh, hiểu không ạ? Chứ nó không so sánh như các cơ sở dữ liệu khác. Cho nên là làm việc với ngày tháng ở trong SQLite cũng là một cái vấn đề. Ok. Rồi. Đấy, các bạn có ba cái cơ sở dữ liệu mà các bạn hay dùng. Đó là text, real hoặc là integer. Đấy, giới thiệu sơ vậy thôi. Ok. Rồi. Chưa, cô quên điểm danh rồi. Thì nữa nhớ nhắc cô nha, không cô quên. Rồi. Hai nè, bây giờ sử dụng nào, bây giờ ta sẽ đến cái phần sử dụng nè. Được chưa? Đấy, thì sử dụng là cô sẽ làm luôn. Làm luôn. Thì Android nó cung cấp các bạn hai cái lớp để các bạn tạo cơ sở dữ liệu, đó là SQLite Database và SQLite Open Helper. Thì cô sẽ nói các bạn các bước để tạo ha. Tạo cơ sở dữ liệu. Ok. Thì trước tiên là ta phải làm cái demo đã. Ta coi là ta muốn lưu trữ dữ liệu gì đã. Thì cô sẽ demo cho các bạn luôn cái bài assignment nhá. Tức là dữ liệu trong assignment để các bạn hiểu, đúng không ạ? Đấy, để các bạn hình dung. Được chưa? Đây các bạn mở assignment ra. Nhìn nhá. Assignment à. Đấy. Cái giao diện thì các bạn phải đổi đi nha. Trong assignment là ta sẽ làm lớp và sinh viên, đúng không? Lớp và sinh viên à, thấy chưa? Ok. Được chưa? Và nó là hai thực thể, thực thể lớp và thực thể sinh viên. Đây nè, ta phân tích cơ sở dữ liệu ha. Hai nè, phân tích cơ sở dữ liệu nè. Ok, một nè, ta có là thực thể nè. Thực thể thứ nhất là thực thể lớp học nè. Lớp học có thuộc tính gì các bạn ơi? Tên lớp với gì nữa? Mã lớp. Đây, mã lớp và tên. Tên lớp đúng không? Ok, mã lớp, tên lớp. Rồi thực thể thứ hai là thực thể sinh viên.
À gồm cái gì ạ? Đâu rồi? Có mã sinh viên đúng không? Để mã nhá. Tôi cho các bạn mã sinh viên này. Tên sinh viên này. Rồi gì ạ? Ngày sinh hả? Ngày sinh này. Đấy, ngày sinh là phải kiểu date rồi. Rồi còn gì nữa? Hết. Ở trong này không hề quản lý điểm đúng không? Không hề quản lý điểm nhá. Rồi. Nó phải có một cái trường gọi là trường quan hệ đúng không? Rồi từ từ nha. À, rồi cô thêm cái hình avatar vào đây nữa. Cô thêm cái hình vào đây nữa, được chưa? À, để cho nó đẹp thôi. Cái danh sách cho nó đẹp. Ok. Rồi. À, các bạn sẽ thấy nè. Cái thực thể lớp và thực thể sinh viên ấy nó có quan hệ là gì đấy ạ? Một nhiều. Một gì ạ? Một lớp có nhiều. Nhiều sinh viên đúng rồi. Cho nên ở trong bảng sinh viên nó phải chứa một cái thuộc tính của mã lớp gọi là foreign key. Cái mã lớp, mã sinh viên ở trong trường hợp này là primary key. Thì khi các bạn có hai thực thể có mối quan hệ với nhau thì nó sẽ phải thêm một cái thuộc, một thuộc tính nữa gọi là thuộc tính quan hệ đúng không? Đó người ta gọi là foreign key, gọi là khóa ngoại. Ở đây tôi để thêm một cái khóa nữa là mã lớp. Lưu ý cho cô nè, cái khóa này nó sẽ nằm ở bảng nhiều. Ví dụ như lớp mà có quan hệ nhiều với sinh viên tức là một và nhiều đúng không, thì khóa ngoài nó luôn nằm ở bảng nhiều, hiểu không ạ? Đây, một lớp có nhiều sinh viên thì khóa ngoài nó luôn nằm ở bảng nhiều. Ok, được chưa? Đấy, thế thôi. Con nhiều nhiều là tính sau. Tôi không có thời gian để các bạn dạy các bạn nhiều. Thì nếu như vẽ ra cái bảng này á, thì nó sẽ là như này các bạn nè. Hướng dẫn assignment đâu rồi? Chờ cô xíu, cô lấy cho hướng dẫn lại cho các bạn nhé. Đây, có cái hướng dẫn assignment. Tức là cô đã vẽ nó ra đây rồi. Đây, hướng dẫn assignment nè. Thiết kế database nè. Đây. Thì nếu nó vẽ là như này, lớp học và sinh viên, thì một cái này khóa chính là một lớp học, nó sẽ có nhiều sinh viên. Mã sinh viên là khóa chính, tên sinh viên, ngày sinh, có mã lớp là khóa phụ. Đúng không ạ? Thì cái bảng của nó sẽ là bảng này các bạn. Nếu mà nói vẽ sơ đồ nó sẽ là vẽ như này. Đồng ý không ạ? Hiểu không? Đấy. Đấy, các bạn nhìn này các bạn sẽ nhìn ra hơn đúng không? Lớp học và sinh viên. Tức là một lớp học nó sẽ có nhiều sinh viên. Ok? Được chưa? Đấy, nó đơn giản thôi. Rồi bây giờ nè. Bây giờ ta đến bước thứ hai, đó là phân tích dữ liệu trước ha, cơ sở dữ liệu trước. Bước thứ hai là chúng ta sẽ tạo cơ sở dữ liệu, tạo SQLite trong Android. Tạo SQLite trong Android. Được chưa? Thì bước 1 nè. Đấy, nhiều bước lắm. Trong bước lại có bước nữa đúng không? Là ta sẽ phải tạo cái file, gọi là file. Tạo file DB Helper. Cái này là kế thừa file SQLite Open Helper. Đây, nó phải kế thừa file này. Mục đích của file này dùng để làm gì? Mục đích nào? Cái file này dùng để tạo cái bảng, tạo cơ sở dữ liệu, xong đấy là tạo bảng. Sau đấy là tạo bảng. Ở đây ta có hai bảng đấy các bạn nhớ không? Hai thực thể là nó đồng nghĩa với hai bảng đúng không ạ? Tạo bảng. Và có thể là thêm, sửa, xóa dữ liệu có sẵn, tức là mẫu á. Mẫu. Ok chưa? Hiểu không các bạn ơi? Đấy, có mục đích nè. Đầu tiên là tạo cơ sở dữ liệu nè. Hai là ta tạo bảng nè. Sau đó ta thêm, sửa, xóa dữ liệu có sẵn. Tức là ta thường dữ liệu có sẵn ta thường thêm thôi, sửa xóa ta làm sau. Thì bây giờ cô sẽ làm cái thao tác là tạo cơ sở dữ liệu, là tạo bảng và thêm dữ liệu mẫu vào. Hiểu không ạ? Tất nhiên sửa xóa cũng làm được, ta không làm.
hiểu không ạ? Thêm dữ liệu mẫu vào. Rồi, bây giờ là ta qua code nào. Nào, nào, tắt hết đi. Đấy, các bạn còn mở lung tung nào. Rồi, bây giờ là làm theo cô nào. Nhá. Các bạn làm theo cô nha, cô làm rất là chậm nè. Các bạn vào đây, các bạn click chuột phải, tạo cho cô một cái packet nha. Con chuột đi đâu rồi ta? Rồi, new một cái packet nè. Cô đặt ở database. Để cô tách cái file này ra. Rồi nhá. Rồi các bạn tạo cái file DB helper nè. Thấy chưa? Click chuột phải nè. Vào packet này là new nè. Java class nè. Đặt tên là DB helper nè. Enter nè. Được chưa? Rồi kế thừa các bạn nhìn nè, extend nè. Kế thừa nè. SQLite nè. Open helper nè. Thấy chưa? Tạo đi. Tạo chưa? Ok. Làm theo nha. Làm theo. Cô làm rất là chậm. Rất là chậm. Đấy nha. Bước 1 nè. Tạo vào đây. Tạo packet ra database nè. Bước 2. Click chuột phải database nè. New nè. Java class nè. Xong đặt tên là DB helper nè. Xong để các bạn mới extend nè. SQLite Open Helper nè. Được chưa? Thấy nó có lỗi không ạ? Quang làm đi Quang ơi. Ok chưa? Thấy có lỗi nha các bạn nhìn nè. Control E. Các bạn nhấn Control E để các bạn implement. Ở đây nó có hai cái phương thức cần implement đúng không ạ? Nhớ nhé là Control E. Đây. Nhấn OK. Đó, hai phương thức cần bị implement. Nó vẫn còn lỗi. Đúng không ạ? Thì các bạn là thiếu cái constructor. Nó báo nè. Ở đây là không có no default constructor, tức là thiếu constructor. Thiếu constructor thì các bạn thêm constructor vào đi ha. Đấy, nói đến constructor này thì nó dài lắm, cho nên là bữa sau ta nói sau ha. Tại vì cái này liên quan đến Java. Ok. Đấy, đây cái này là public nè. Thêm constructor là DB helper. Ta truyền cho nó cái đối số. Đó là context nó. Cái này là context. Đấy, context. Rồi. Rồi bây giờ này gọi đến cái constructor cha, tức là dùng cái shipper. Shipper để gọi tới constructor cha. Thì constructor cha này, cái dòng lệnh này nè, là cô dùng để tạo database luôn. Nhớ nha, tạo database luôn, tạo cơ sở dữ liệu luôn. Ok. Đấy, cái này nó đồng nghĩa với việc là tạo cơ sở dữ liệu trong này luôn. Ở đây nè, gồm đối số thứ nhất là nó sẽ là context. Đối số thứ hai là tên của cơ sở dữ liệu. Ok chưa? Cô đặt lớp mình là LT15306 Demo. Cái này là tên của cơ sở dữ liệu. Tiếp nè. À, cái này là cái factory để null. Và cái version để số 1, được rồi. Được chưa? Đó là xong câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu. Ok. Là chạy là các bạn sẽ có cơ sở database luôn rồi. Ha, câu lệnh này là câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu. Cô đang làm cách thứ nhất, tạo trực tiếp trong project Android. Cách thứ nhất, cách thứ hai chưa download được phần mềm cho nên là chưa demo cách thứ hai. Nhưng là tôi sẽ phải demo cách thứ hai để các bạn biết cách để mà coi dữ liệu. Hiểu không? Nếu mà các bạn không biết cách mà mở cái dữ liệu ra, các bạn không biết là dữ liệu có hay không. Hiểu không ạ? Đấy. Rồi. Xong câu này đã đến đây chưa? Đến bước tiếp theo là tạo bảng nhé các bạn. Bước tiếp theo là tạo bảng nè. Ok. Bây giờ nè, tạo bảng nè. Ta còn gọi là table nè. Được chưa? Rồi bây giờ ta tạo một cái chuỗi để ta viết câu lệnh tạo bảng ha. Ta tạo lớp trước ha. String SQL gắn bằng câu lệnh là create table
lớp học. Đó, trường thứ nhất là trường gì? Mã lớp đúng không? Mã lớp. À, các bạn để chuỗi thì cái này để text, và cái này các bạn để primary key. Phẩy. Enter xuống dòng để các bạn nhìn cho dễ. Tên lớp, đúng rồi, cũng tách luôn. Các bạn không để primary, không để gì hết được rồi. Trời, có chút xíu à. Thôi khỏi, khỏi xuống dòng đi. Đó, ok chưa? Tên lớp xong chưa? Rồi xong, các bạn thực thi câu lệnh này nè. db.sql đây nhá. Cái db là đổi số đây nè. Nó thực thi SQL là nó chạy câu lệnh này nè, để nó tạo bảng. Được chưa? Rồi, insert dữ liệu mẫu. Insert dữ liệu mẫu. Ok. Cô để SQL gán bằng. Các bạn nhớ là cái SQL này cô khai báo một lần thôi, lần sau cô gán ngược lại thì nó thay bằng cái chuỗi sau này. Nhiều bạn là khai báo nhiều lần nó lỗi ạ. Rồi, ta coi dữ liệu mẫu là lớp mình nha. Insert into. Giống cái môn đã học chưa, nó giống nhau các bạn. Cái môn Excel các bạn học ngày xưa cũng vậy thôi. Insert into, tên bảng là lớp. Value. Đối số thứ nhất là tên lớp là LT15306. Cái thứ hai là tên lớp là lớp mobile 15.3.6. Ví dụ vậy. Xong đây cũng thực thi các bạn nhá. Ctrl C thực thi cái câu lệnh này. Ok. Rồi các bạn copy thôi. Các bạn muốn chèn 2 3 dòng các bạn copy thôi. Dù cô để là LT14304 14.3 hay là LT16 6101 16. Đó, vì vậy. Hay là lớp ứng dụng phần mềm. Thêm thoải mái nha các bạn. Ứng dụng phần mềm UD. Ứng dụng phần mềm, ví dụ như thế. Được chưa? Đấy, cái mã không được trùng. Mã trùng là lỗi, bởi vì cái này là primary key. Đấy. Thì các bạn lưu ý là các bạn có hai hàm. Trong cái SQLite các bạn có hai hàm. Hàm thứ nhất là onCreate, tất cả mọi thứ các bạn để vào đây. Còn hàm thứ hai là upgrade, là hàm nâng cấp á. Tức là hàm hàm này chỉ chạy khi nào cái version nó bị thay đổi. Tức là nó thay đổi, là nó gọi cái hàm này là version cũ và version mới. Tức là khi version của cái SQLite thay đổi thì nó mới gọi từ cái hàm này, còn không cái hàm này nó không được gọi ha. Tức là nó chỉ chạy cái hàm này thôi. Ok. Được chưa? Rồi. Đấy là ta vừa tạo xong cái bảng lớp. Bây giờ nghỉ giải lao 2 phút đi. Rồi, ta tiếp tục nha. Đây là ta vừa tạo được một bảng và nhập các dòng dữ liệu cho bảng đó. Bây giờ nha, cô sẽ tạo tiếp bảng tiếp theo này các bạn. Bảng tiếp theo của chúng ta sẽ là bảng sinh viên, đúng không? Sinh viên nè. Có 1 trường, 2 trường, 3 trường, 4 trường, 5 trường. Đúng không ạ? Đây, ta sẽ có là tiếp nha. Là SQL gán bằng. Cũng create table. Các bạn có thể copy ha. Đây, nếu bạn nào mời, các bạn có thể copy nè. Ctrl C. Ctrl V. Thay cái này bằng là sinh viên. Đấy, cái này là mã sinh viên.
Cái này là tên sinh viên. Rồi phẩy xuống dòng. Tiếp nè. Đến ngày sinh, avatar và mã lớp. Ngày sinh các bạn để kiểu đếp. Các bạn để là avatar. Các bạn để cái in cho cô, để kiểu in cho cô. Cô sẽ nói integer chứ, cô sẽ nói tại sao lại in kiểu in. Và các bạn để cái mã lớp. Các bạn để kiểu text luôn. Rồi nè, riêng cái mã lớp này nè, mã lớp này phải tham chiếu tới bảng lớp, cho nên nó là khóa phụ mà. Các bạn thêm cho cô dòng là reference. Reference tới cái bảng là lớp. Và cái khóa mà các bạn tham chiếu đó là khóa mã lớp. Đây, đây là khóa phụ á, tham chiếu tới khóa bảng chính. Và cái này khóa chính của bảng lớp. Là xong. Rồi các bạn cũng db.sql. Ok, được chưa? Rồi bây giờ một vấn đề nữa nè. Chưa xong nha, bây giờ tôi sẽ nói nhắc lại chị nè. Nếu các bạn không muốn quản lý mã sinh viên mà muốn để cho nó tăng 1, 2, 3, 4 á, tự động tăng ấy. Cái này tôi gợi ý luôn nha. Đúng ra các bạn thấy là mã sinh viên các bạn là CPS bao nhiêu đấy đúng không? Là chuỗi. Nhưng mà cái đấy thì ta đã làm ở cái phần trên rồi. Chuỗi ta làm khóa chính, ta làm chuỗi ở phần trên rồi. Thì cái bài cái dưới á, tôi sẽ cho các bạn một cái gợi ý. Là bây giờ tôi để cái mã, tôi để số tự tăng. Có nghĩa là tôi quan tâm tên con mã để tự tăng. Hiểu không? Đấy. Cái này là tôi chỉ lấy thêm một cái ví dụ để các bạn có một cái tình huống. Tình huống để xử lý database thôi. Còn bình thường các bạn thấy là các bạn lưu text hay lưu integer đó là tùy. Nhưng cô chỉ đặt thêm một cái tình huống thôi nhá. Cái tình huống này giả sử cô để mã, cái này không để là text mà cô để là integer. Và cô để nó tự tăng. Thì các bạn thêm cho cô cái là các bạn thêm cô cái là auto increment là tự tăng. Auto increment. Auto increment. Increment. Tự tăng. Khi nhập ta sẽ không nhập nó mà nó sẽ tự nhập, nó tự tăng lên, từ có giá trị các bạn không nhập, đúng không ạ? Bây giờ tôi nhập dữ liệu mẫu nha. SQL bằng insert into vào bảng sinh viên đó. Bởi vì cái mã sinh viên không nhập cho nên một là chỗ này các bạn để null, hai là các bạn để cho tôi cái trường dữ liệu vào đây. Tôi chỉ nhập tên sinh viên thôi, tôi nhập ngày sinh thôi, tôi nhập avatar thôi và mã lớp. Và cái này là để cái value. Đó, tên sinh viên ví dụ như là Nguyễn Thành Nhân chẳng hạn. Đúng không? Rồi ngày sinh là 11 tháng 11 năm 2001. Rồi ví dụ như avatar tôi để cái hình. Cái hình là ta thường tôi sẽ để in. Nếu các bạn cái này á, cái này là tôi, cô sẽ hướng dẫn các bạn lưu trữ sau. Nếu các bạn là để r.roybo. À khoan. Cái hình này kiểu in. Giờ không sao tôi biết, tôi lấy cái mã của nó đây. Khoan, tôi sẽ không để kiểu in mà tôi để kiểu text. Tôi để tên hình. Tôi sẽ để tên hình vào. Được không?
Tên hình. Tôi sẽ để tên hình nhá. Sau đó tôi phải ép kiểu cái này thành cái avatar, tôi phải ép kiểu nó ngược lại thành resource. Tôi phải ép kiểu nó lại các bạn. Rồi cái này tôi sẽ làm 6 AR nè. Cái này tôi để cái tag đi ha. Đấy, tôi để là ví dụ như là avatar.jpg chẳng hạn. Phải. Cái này tôi để mã lớp. Lưu ý nè. Cái điểm này lưu ý nhá. Bởi vì cái anh này anh tham chiếu tới bảng lớp, cho nên mã lớp các bạn nhập vào nó phải tồn tại, nó phải có rồi. Nếu không có nó lỗi. Cái này gọi là ràng buộc tham chiếu nhá. Nếu ở trên này tôi có LT050401 này, nhưng mà giả sử như ở dưới tôi nhập một cái khác là nó lỗi. Chẳng thà các bạn để nun. Nun là không sao, nhưng nhập nó phải trùng với mấy cái trên. Mấy trên phải có, ở dưới không có là nó lỗi. Cho nên tôi ở đây tôi sẽ nhập là LT153.06 thì nó sẽ không lỗi, nhưng nhập cái khác chạy nó sẽ báo lỗi ngay. Hiểu không ạ? Đấy, lưu ý nhá. Cái ràng buộc này gọi là ràng buộc tham chiếu. Ha, về chịu khó nghe xong các bạn nghe lời cô giảng ha, về mấy cái này là nó hơi bị thấm đấy nha. Đấy. Đấy, trong quá trình giảng là cô sẽ giảng về một số lý thuyết về cơ sở dữ liệu nữa, cho nên là ráng nghe một xíu nhá. Đấy, rất là quan trọng với các bạn sau này đấy nhá. Ok. Đấy. Rồi copy nè. Ví dụ như là cái này cô chỉ thay cái dữ liệu thôi. Ví dụ là linh chi nè, đúng không? Năm 2002 nè. Hả? Đó. Avatar 2 nè. Avatar 1, Avatar 2 gì đó. Ok. Được chưa? Rồi. Xong, tức là cô tạo hai dòng thôi. Được chưa? Rồi. Con ở dưới cái file này nè các bạn, người file này nó chạy lại thì tôi xóa, khi nó chạy lại thì coi như tôi xóa hết tất cả những database, tất cả những cái này, thấy bộ này. Xong đấy là tôi chạy lại cái file này thôi. Đấy, tôi chạy là db.rob.xq. Cái này là rob table. Tên là if exists, nếu tồn tại. Tên là sinh viên. Rồi drop table, nếu tồn tại tôi mới xóa. Tôi chạy lại cái này là lớp học. Và sau tôi chạy lại là on create, gọi lại cái hàm on create db vào. Tức là tôi sẽ chạy lại cái này, tôi xóa hết rồi tôi chạy lại toàn bộ. Nếu như nó có thay đổi về version. Hiểu không ạ? Tức là xóa sạch tao lại. On gọi lại hoàm on create là tức là tôi tạo lại đó, chạy lại, hiểu không ạ? Đấy, tức là có bao nhiêu xóa sạch xong tôi sẽ chạy lại. Ok chưa? Drop hết table xong chạy lại thôi. Đó, làm sạch. Được chưa? Rồi. Là tôi vừa xong cái file này. Đó, cho các bạn làm cho kịp nha, tôi sẽ ngừng. Đó, tôi tạo bảng xong rồi nè. Được chưa? Rồi, bước 3, bước 2 nè. Tôi tạo cho các bạn cái tức là tạo file để liên kết database, ta gọi là file DAO, là data access object truy xuất vào dữ liệu. Đó, cụ thể là tôi sẽ tạo trước cái lớp học nha các bạn. Ta sẽ có là file lớp học DAO và sinh viên DAO. Tôi tạo cái packet DAO nè. Bước 1 là đây, giờ tôi tạo cái packet là DAO nè. Packet là DAO. Đấy, những cái gì liên quan đến DAO tôi cho vào đây hết ha. DAO new là Java class là lớp học DAO DAO. Đấy, anh này thì không cần kế thừa gì hết. À,
tôi tạo, đầu tiên là tôi sẽ tạo một cái method để tôi lấy toàn bộ dữ liệu ra. Nó sẽ chứa toàn bộ cái method nào. Cái file này á là chứa, nó sẽ mục đích nào, là chứa các hàm là create, thêm, read là xem, sửa là update và xóa là delete. Đấy, nó chứa tất cả các hàm đấy. Rồi, bây giờ ta sẽ hàm nhé. Hàm đầu tiên là hàm read ha. Đấy, là public void read ha, read all. Được không? Lấy toàn bộ dữ liệu ra. Ok, lấy toàn bộ dữ liệu ra. Và dữ liệu của ta là lớp học thì gồm 2 trường đúng không các bạn? Lớp học là gồm 2 trường nè. Đấy, bây giờ ta nhìn nè. Sao sao nó đỡ rồi. Đây, lớp học DAO, DAO. Rồi, các bạn nhìn lại, quay lại cái dữ liệu nhá. Có phải là lớp học của chúng ta sẽ gồm 2 trường đúng không? 2 trường là mã lớp và tên lớp đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ trả về một cái danh sách, một cái array list đúng không? Ta quay lại cái bài hôm bữa nè. Đây, cho các bạn hình dung nhá. Open cái bài lớp mình 06 nè. Ok, đây, new window nè. Đấy, cô mở lại cái array list cái lớp mình nha. Nhìn nè, cái bài hôm bữa là bài buổi 4, không, buổi 3. Buổi 3 nè. Cái list view nè. Có phải là list view của ta là ta tạo một cái đối tượng là sinh viên đúng không? Sinh viên nè. Custom list view nè. Có phải là ta phải tạo ra một cái danh sách đúng không? Một cái danh sách sinh viên. Ta không phải một sinh viên mà ta nhiều sinh viên. Đúng không ạ? Thì trước tiên là các bạn phải tạo một cái gì đấy ạ? Một cái file, một cái model là sinh viên đúng không? Ok nè. Đúng không ạ? Đây. Ok. Thì bây giờ nè, ta sẽ sang bên này, ta sẽ tạo cái lớp học nè. Ta cũng tạo một cái model. Bây giờ ta tạo cái package nè. New cái package là model nè. Đấy. Ở đây cô sẽ tạo cái lớp học trước nè. Java nè, lớp học nè. Ok. Thì cái này các bạn sẽ tạo cái model nè. Cái này nè, cái này các bạn tạo cái model nè. Tạo model nè, đáng lẽ cái này là tôi tạo ở bước 2 thì đúng hơn. Tạo model nè. Là lớp học nè. Model và sinh viên model nè. Ok. Thì trong cái file model này nó chỉ có 2 trường thôi. Trường thứ nhất là các bạn để tôi là cái private string là mã lớp. Hai là private string là tên lớp. Sau để các bạn tạo constructor. Đúng không? Nhớ lần trước không ạ? Đấy. Tạo cái constructor nè. Có hai đối số. Và constructor không có đối, không có đối số. Ok. Sau đấy ta tạo getter setter để ta truy xuất vào hai cái đối tượng này, hai cái dữ liệu này, tại vì hai dữ liệu này ta đang để private. Mà để private thì các bạn không truy xuất trực tiếp được, mà ta phải truy xuất thông qua cái hàm gọi là getter và setter. Một số bạn thắc mắc với cô là ô cô ơi, tại sao không để public truy xuất cho dễ? Thì cái này không được nhá. Đã là dữ liệu thì phải bảo mật. Ha? Dữ liệu là bảo mật, hai cái này là dữ liệu phải bảo mật. Các bạn muốn truy xuất thì phải thông qua hàm. Bởi vì gì đấy ạ? Qua hàm này thì các bạn có thể viết code trong hàm này để xử lý được, bắt lỗi hay cái gì trong này được, bảo mật trong này được. Còn cái biến đơn thuần các bạn không bảo mật được. Hiểu không ạ? Cho nên thông thường cái biến ấy thì chỗ này các bạn sẽ phải để private. Và còn các bạn truy xuất thì truy xuất thông qua hàm. Đúng không? Có thời gian sẽ nói thêm. Hôm nay tôi chỉ giới thiệu vậy thôi. Đã xong cái một cái module lớp học nhá. Rồi bây giờ nè, ta quay lại cái lớp học DAO. Bây giờ tôi sẽ đọc toàn bộ dữ liệu ra. Dữ liệu của tôi nó nằm ở đây. Toàn bộ dữ liệu ra thì các bạn phải để trong array list đúng không? Trong cái danh sách đúng không ạ? Dữ liệu nó nhiều dòng thì ta phải để dùng cái danh sách để lưu nó. Đúng không ạ? Đấy. Thì ở đây tôi sẽ trả về cho nó một cái danh sách là array list.
lớp học. Tôi phải trả về nó một danh sách. Tôi lấy ra tôi phải để nó vào danh sách, tôi trả ngược lại để ở đâu tôi dùng thì tôi sẽ dùng. Có hiểu không? Hiểu chỗ này không? Tức là cái dữ liệu này các bạn à, ta sẽ có một dòng, hai dòng, ba dòng, bốn dòng. Bốn dòng dữ liệu nhá. Mỗi dòng của tôi lại có hai cái phần tử, một là mã và hai là tên. Cho nên cái phần tử này nè, hai cái này nè, tôi sẽ để nó vào một cái object. Đúng không? Chỗ này hiểu không ạ? Tôi phải để nó vào một object. Xong đấy tôi sẽ tạo một cái array list của cái object này. Đúng không? Hiểu chỗ này chưa? Đấy, tôi sẽ phải đổ nó vào danh sách array list. Ok chưa? Rồi. Nếu chưa hiểu lắm thì về cây view nha. Nhắc hoài. Nhắc về chứ có được gì đâu. Rồi ok, tiếp nè. Rồi bây giờ nè, bây giờ tôi làm sao để tôi đổ dữ liệu nha. Đây. Bây giờ nè, một là tôi phải từ cái lớp học đao này tôi phải gọi tới cái anh này thì tôi mới lấy được dữ liệu của nó chứ, không gọi tới sao lấy, đúng không? À, tôi sẽ tạo một cái anh này nè là DB helper. Ok chưa? Đó, các bạn để là helper. Rồi. Anh DB helper này tôi cần một cái context, một cái context truyền vào. Hiểu không ạ? Đây, thì ở đây tôi sẽ tạo một cái, tôi sẽ truyền context vào cho nó. Phải truyền thì nó mới nhận, tại vì nó phải có một cái constructor đấy thôi. Hiểu không ạ? Rồi, bây giờ ta sẽ có nè, tạo constructor lớp học nè, public lớp học DAO. Đó, tôi truyền cái context vào, tại vì bản thân lớp học DAO này không có context cho nên tôi phải truyền vào. Đấy. Bởi vì nó không có cho nên tôi phải truyền. Nhìn nha, cái DB helper này nè, bản thân anh này chỉ là một cái Java class bình thường cho nên nó sẽ không có context. Context nó chỉ có ở trong đâu ạ? Activity, service, đúng không? Đấy, hoặc là mấy cái khác, DB cái content provider, mấy cái khác. Còn riêng cái Java bình thường không có context nha. Nhưng tôi lại cần context. Ở ngoài ông ngủ luôn. Nhưng mà tôi lại cần cái context, đúng không? Mà tôi cần context mà tôi lại không có context thì đương nhiên tôi phải truyền nó vào từ đối số này nè. Được chưa? Tôi phải truyền ở đâu đó, ở đâu truyền tôi không biết, miễn là truyền cho tôi thôi. Khi nào dùng thì truyền cho tôi. Đúng không ạ? Tôi phải truyền vào để tôi dùng. Về bản thân cái anh này, bản thân nội tại anh này không có context cho nên tôi phải truyền vào. Rồi nhá. Ở lớp học DAO này tôi mới gọi tới DB helper. Thì tôi gọi tới DB helper thì tôi phải truyền cho nó một cái context thôi. Helper gắn bằng new DB helper thì đương nhiên tôi phải truyền nó context thôi. Đúng chưa? Hiểu không? Nhưng mà bản thân lớp học này không có context thì tôi phải viết một cái constructor để truyền context ở đâu đó vào. Tôi truyền thêm miếng nữa. Hiểu chỗ này chưa? Đấy, nhiều bạn cứ viết theo thói quen, không hiểu tại sao cứ phải truyền context, tại sao phải truyền context. Đúng không? Đúng không? Không có thì tôi phải truyền vào thôi. Rồi tí nữa tôi mới nói là tôi truyền ở đâu nè. Nha. Rồi các bạn nhìn nè, từ từ. Đến đây dừng đã. Rồi ta qua đây. Bây giờ nè, tôi tạo một cái SQLite database. DB tôi sẽ gắn bằng là cái helper của tôi chấm là getReadable database. Ok chưa? Được chưa? Đọc dữ liệu nè. Đây cái helper này nè, bây giờ tôi đọc dữ liệu nè. Tạo database xong rồi. Có database rồi. Đấy, bây giờ ta mới tạo một cái con trỏ cursor. Con trỏ để lấy dữ liệu CSS gắn bằng. Ok, db.raw query select sao from từ bảng lớp học. À, cái này đổi số sau argument không có, tôi để null, không có tham số. Tạo một con trỏ nhá. Con trỏ này nó sẽ trả về các bạn một bảng dữ liệu. Ok chưa? Rồi. Ta đưa con trỏ về nè, con trỏ mover to first đưa nó về đầu. Ok. Sau đấy tôi sẽ while, trong khi ta dùng vùng lặp while để ta dùng để trong khi này con trỏ này chưa về cuối, phủ định nha.
con trỏ này chưa về cuối, is after last, chưa về cuối, thì tôi sẽ đọc dữ liệu, sau đấy con trỏ tôi sẽ, mỗi lần tôi sẽ move to next, để tôi next tiếp con trỏ, được chưa? Rồi, bây giờ ta lấy dữ liệu ra như nào nè. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái array list để tôi đựng cái dữ liệu này, được chưa? Đấy, danh sách gắn bằng new array list. Tôi tạo array list để tôi đựng cái dữ liệu ha. Đấy, bây giờ mỗi lần tôi sẽ tạo một cái, lấy dữ liệu nè, string mã nè, mã lớp nè, sẽ gắn bằng con trỏ chấm get string. Cột của ta là cột 0, cột lấy theo cột nhá. Cái này tên lớp là cột 1, tên lớp nè là cột 1 ha. Ok, sau đấy tôi tạo một cái, tôi add nè, danh sách chấm add, rồi new lớp học. Đó, cái này là mã lớp, tên lớp. Đây, cho các bạn coi nha. Đây, ta quay lại cái bài này. Các bạn thấy có đúng là tôi add cái sinh viên không? Sinh viên là new nè, sinh viên nhập tên sinh viên đúng không? Đây, quay lại bài hôm bữa nè. Đấy, data nè, có phải add new sinh viên nè, truyền sinh viên vào, truyền tên, truyền logo vào đúng không? Thì ở đây tôi sẽ cũng new, new một cái, nhưng mà tôi truyền vào mã lớp, tôi lấy từ database xuống. Cái này là tên lớp, tôi lấy từ database xuống, ok chưa? Sau tôi add nó vào danh sách, sau đấy tôi sẽ return, tôi đóng con trỏ lại, close. Sau đấy tôi return cái danh sách. Hết lỗi chưa? Được chưa? Xong chưa? Đó. Rồi các bạn chụp hình cái này lại. Có quay không? Thì có quay thì chụp hình về lại nhìn gói nó dễ. À thế à? Rồi. Ok. Rồi đến bước thứ hai nè. Đây là tôi tạo cái DAO rồi, đến bước tiếp theo nè. Bước cuối cùng nè. Là lốt dữ liệu lên đâu ạ? Lên cái list view. À, cái phần này thì nó dài. Cô chỉ làm, cô không đổ lên list view đâu, mà cô lốc console lốc nó ra. Lốc nó ra. Được không? Cho các bạn coi đã. Đấy, bây giờ chưa làm buộc cái này, tôi để sau tôi làm nhá. Bây giờ tôi sẽ lốc nó ra đâu, tôi lốc main nè. Đây, tôi chưa đổ dữ liệu lên nhá. Chụp được chưa? Có chụp, cần chụp không em? Rồi chụp đi em. Đó. Rồi, bây giờ nè, cô sẽ gọi dữ liệu vào đây nè. Đấy nha. Bây giờ tôi sẽ dùng cái lớp học DAO này để tôi đổ dữ liệu lên nhá. Đấy, tôi tạo nè. Lớp học DAO. Đấy, cái lớp DAO đi ha. Đó. Đây, bây giờ các bạn vào cái onCreate các bạn tạo cho cô nhé. Nhìn nè. Ta truyền context vào đâu? DAO gắn bằng nè, new lớp học DAO. Rồi truyền cái main activity.dit. Anh này mới có context này các bạn. Hiểu không? Đây nè, đây tôi truyền đây nè. Tôi truyền đây nè. Anh này bây giờ mới là context nè. Tôi truyền vào lớp học DAO nè. Thấy không? Đấy. Bây giờ lúc cô sử dụng ở đây, bây giờ mới có context nè. Rồi bây giờ nhá, các bạn tạo một array list để các bạn lấy dữ liệu nhá. Tôi copy nè. Tạo một cái array list nha để lấy dữ liệu nè. Đây là danh sách nè. Dữ liệu nè, hay là cái này list nè, để cái list đi ha. Rồi, cái này các bạn list gắn bằng DAO.readOn nè. Đọc dữ liệu chưa? Rồi bây giờ nè, tôi console log cái anh này ra xem có đúng nó trả về array list không, đúng không? Đấy, tôi các bạn dùng for, dùng một là for nhá. For integer i gắn bằng không i nhỏ hơn list chấm size. Cái này là Java 2 ha. Ồ, máy nó cũng chưa, còn 5 phút nữa demo lốc cho xong cho các bạn ra.
nhỏ hơn nè, là lít chấm size nè, rồi y cộng cộng nè, rồi tôi lốc ra cái gì nè, lít chấm con lốc nè, lốc chấm y nè, cái này cô để là data nè, phẩy nè, cô để cái dữ liệu là lít chấm get nè, y nè, chấm get tên lớp nha, get mã lớp đi ha. Ok rồi, ok chạy nha, chạy run nào, rồi rồi chờ chạy nữa thôi đó. Là xong cái phần này, buổi sau tôi sẽ demo cái list view nhá. Đấy, các bạn về phải làm cho cô nha. Ừ, bạn nào mà về đẩy được list view nữa lên buổi sau lên tôi cộng điểm, tại vì lấy được data rồi, data ra rồi, còn các bạn coi lại cái bài list view hôm bữa các bạn thay thôi. Đây nhá, đây cái dữ liệu này cô có rồi đúng không? Bây giờ cái bài hôm bữa này nhìn nè, cái bài sinh viên bài này cô demo rồi, các bạn thay cái này là bằng data gắn bằng DAO thôi, xóa hết dữ liệu này là nó ra thôi à, hiểu không? Đây à, chưa xong, chưa xong mà mấy đứa, cho mấy đứa son đô sớm thế. Chào xong rồi nhìn cô. Rồi ok. Rồi nha, đây. Chạy rồi nè, nhìn nè. Bây giờ tôi mở lốc ra tôi kiếm tôi coi nè. Có đúng nè, LT15306, 5304, 1601 UD chưa? Đây ta ra dữ liệu chưa? Hả? Đương nhiên rồi. Ok. Rồi buổi hôm nay là tôi